chào cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của Trần Ngọc Như Huyền nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền có trái dưa khổng lồ nè cả nhà. Trái dưa này là 4,3 kg nha cả nhà. Trái dưa này là 4,3 kg. Thì hôm nay Thánh Siêu Lầy Miền Tây sẽ thử thách. Mình sẽ thử thách coi ăn trái dưa 4,3 kg này có hot không nha cả nhà. Huyền sẽ chẻ trái dưa này ra nha cả nhà. Nó hơi bị rung cái bàn. Wow, coi cái trái dưa nó chín. Hello, xin chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, Như Huyền đã chẻ trái dưa hấu 4,3 kg. Huyền đã chẻ ra rồi. Thì bây giờ hôm nay Thánh Siêu Lầy Miền Tây sẽ thử thách coi có ăn hết. Thì hồi nãy Huyền đang nói chuyện mà cái chiếc xe nó chạy nó bóp kẹn điếc quá, đâm ra Huyền phải tắt. Bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền trái dưa hấu 4,3 kg. Hôm nay Huyền sẽ làm cái thử thách cho Huyền có ăn hết cái trái dưa hấu 4,3 kg này không nha cả nhà. Thì chẻ ra miên một mâm siêu to luôn nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái thử thách coi Huyền có ăn hết không nha. Bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà cùng ăn với Huyền nha. Bây giờ Huyền mời cả nhà. Huyền mời cả nhà. Mà cả nhà ơi, thử thách ăn dưa hấu mà đi mua dưa có hột rồi làm sao thử thách được đây. Dưa có hột này nuốt gì kịp cả nhà. Chắc chắc hẹn hột dưa. Thì bây giờ Huyền mời cả nhà nha, không nói nhiều nữa, Huyền mời cả nhà cùng ăn với Huyền nha. Trời ơi, cái hột nè. Dạ, kiểu này chắc ăn xong rồi nuốt rồi chắc hộp cho bụng rồi chắc hộp cho bụng luôn á chú ơi. Một miếng. Tiếp miếng thứ hai. Cái miếng này nó siêu bự luôn nha cô chú. Ăn bá đạo siêu lại luôn. Nước luôn cô chú ơi, để lấy miếng ăn lạnh. Chú, bây giờ tiếp tục. Ăn vô bá đạo luôn. Như Huyền ăn như Huyền cá con dao mà nó bằng giống như cái máy chạy vậy. Huyền ăn Huyền cá con dao mà nó bằng miếng như cái máy chạy vậy nè. Ăn dưa bá đạo luôn.
giúp cô chú ơi. Miếng này là chiêu to khổng lồ luôn. Nó ngọt mà nó có cát nữa, nhưng mà hột nhiều quá. Nước hột chắc nó mọc ở trong bụng luôn quá cô chú. Cái này chặt hết được rồi nha, cái này là hết rồi. Hết chặt được rồi. Mấy miếng người ta? 2, 4, 5 miếng à. 5 miếng rồi con chú ơi. Tiếp tục miếng thứ 6. Ăn miếng siêu to trước không à, miếng ăn miếng bự trước không à, cô chú ăn miếng bự không à. Còn mấy miếng này nãy chắc không đều cho nên là nó có cái nhỏ cái bự. Ngon quá rồi đó. Mời cả nhà tiếp tục miếng thứ 6 nha. Ăn xong rồi không biết có chạy đi kiếm bắn pháo bông pháo hoa gì không đây. Ăn xong mà bắn pháo hoa rồi miếng này bây giờ miếng bự này miếng thứ 6 bây giờ thì cả nhà tiếp miếng thứ 6 nha. Ăn ghét mà bữa nay già quá rồi cô chú ơi. Hột nhiều. Hột nhiều quá. Dưa nó ngọt. Anh quay Huyền ăn mà con gái Huyền á, nó chơi nghèo đất mở lớn nó chạy ra Huyền mới tắt hết cả nhà. Được rồi cô chú ơi, nó nằm chát trong này là hết được rồi. Wow, 6 miếng. 6 miếng siêu to khổng lồ nha cô chú. Thì bây giờ Huyền tiếp miếng thứ 7 nha cô chú ơi. Bây giờ Huyền mời cô chú anh chị các bạn ăn tiếp miếng thứ 7 nha.
ăn miếng dưa mà ngập cái mặt luôn cô chú, mà nó nổi cái nước cũng lên cái lỗ mũi luôn. Lầy lội thiệt, lúc là lầy, lúc là thấm lầy luôn á. 7 miếng nha cô chú, bây giờ tiếp tục miếng thứ 8 nha. Bây giờ mời cả nhà miếng thứ 8 nha. Hột quá à. Miếng thứ 8 nha cô chú. Trời ơi một trái này nhiều dữ lắm luôn á. Còn nhiều quá cô chú ơi. Bây giờ mình tiếp tục miếng thứ 9 nha cô chú. Bây giờ thì mời cả nhà tiếp tục miếng thứ 9 nha. Mà nó nhét được kẻ răng luôn á. Tại vì có một cây răng sâu ăn. Hết miếng thứ 9. Tiếp tục miếng thứ 10 nha. Miếng này bự nè. Quá khổ rồi. Do no quá cô chú anh chị ơi, thì Huyền ăn hết 10 miếng cô chú anh chị ơi. Huyền ăn tổng cộng là 10 miếng dưa, bây giờ để Huyền điếm cái vỏ lại ha. 10 miếng dưa ăn hết nổi rồi cô chú anh chị ơi. Nó no nước, nó no nước mà cái bụng nó muốn bể luôn. Bây giờ Huyền điếm vỏ nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. Trời ơi ăn mà tới cái mặt thấy ghê không? Lo cạp không mà tới cái mặt coi nè, không có còn cái gì luôn, không còn son còn môi luôn. 8 nè. 9 nè. 10. Wow. Bữa nay Thánh Siêu lại ăn dưa bá đạo luôn. Trái dưa 4,3 như Huyền chẻ ra ăn được 10 miếng nha. Thì 4,3 này Huyền chẻ là được nhiêu miếng? Cái này 1 2 3 4 5 6. Thì như Huyền chẻ tổng cộng được 16 miếng mà Huyền ăn được 10 miếng nha cô chú anh chị. À, thì bây giờ như Huyền xin kết thúc video chứ ăn hết nổi giờ mệt quá, bây giờ kết thúc video đặng đi nằm chứ không còn thở nổi. Quá trời no rồi. Bây giờ Như Huyền xin kết thúc video. Cả nhà thấy Như Huyền có dễ thương, cả nhà hãy cho Huyền một like, một đăng ký ủng hộ Trần Ngọc Như Huyền nha. Thì Trần Ngọc Như Huyền xin kết thúc video. Như Huyền bye bye.